Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Phú long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, ông Đỗ Minh Sang. Bí thư huyện ủy, bà Quách Tố Giang, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phòng, ban ngành, đoàn thể quyện, thường trực đảng quỹ các xã thị trắng, cùng 108 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.200 hội viên thanh niên trên địa bàn quyện. Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên quyện Phú đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế tổ chức hội trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, Nổi bật trong 5 năm qua là phong trào Tôi yêu tổ quốc tôi, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như đảm nhận thực hiện 337 công trình và 3.120 phần việc thanh niên. Với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, thu hút hơn 21.000 lượt thanh niên tham gia. Cùng với đó, chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên tạo môi trường thuận lợi để hội viên thanh niên tiếp tục rèn luyện phấn đấu. Đáng chú ý, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, gây ra nhiều khó khăn cho người dân, các cấp hội thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa như làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, vận động tặng quà, hỗ trợ rau củ quả cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch với tổng kinh phí hơn 780 triệu đồng với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ an phú đoàn kết tiên phong sáng tạo khát vọng phát triển nhiệm kỳ 2024-2029 hội liên hiệp thanh niên việt nam huyện an phú đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 3.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trao tặng 500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn các 30 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn cho hội viên thanh niên khó khăn, hỗ trợ 5 thanh niên thoát nghèo bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, ông Đỗ Minh Sang ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quỹ An Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp bộ hội tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" phù hợp với thanh niên, xây dựng chương trình hành động cụ thể với các công trình phần việc thanh niên. Phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo của thanh niên, phát động nhân rộng các phong trào học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư huyện ủy An Phú, bà Quách Tố Giang chúc mừng các quỹ viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện khóa mới. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác hội trong thời gian tới, Bí thư huyện quỹ đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện cần phải có biện pháp và hình thức thích hợp để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành, tạo môi trường cho thanh niên cống hiến rèn luyện. Đồng thời mong muốn, quỹ ban hội khóa mới cũng như hội viên thanh niên trong quyền tăng cường khối đại đoàn kết phát huy truyền thống quê hương, thi đua học tập, lao động sáng tạo để góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng quê hương An Phú ngày càng giàu đẹp, dân minh. Đại hội đã hiệp thương, chọn 21 đại biểu vào Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quyện An Phú khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quyện An Phú khóa 6, bà Lâm Thị Ngọc Giào, Tiếp tục hiệp thương tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyền khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương chọn đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh gồm 12 đại biểu. Dịp này, 3 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang, 4 tập thể và 8 cá nhân nhận giấy khen của ủy ban nhân dân quyền Âu Phú vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quỹ Áo Phú trao tặng những phần quà tri ân đến các đơn vị đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong quyền thực hiện tốt các công trình phần việc ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua.